Alo, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung của bài học Học Photoshop thực chiến và công việc cùng làm quen và thực hành một số thao tác cơ bản trên ứng dụng Photoshop. Rồi chúng ta bắt đầu bài học. Ở đây thì chúng ta sẽ ở đây có một cái chúng ta sẽ đây một cái mũ này à, cái mũ này này đúng không? Ok, và chúng ta sẽ chút những cây cái người này lên và xong phần new. Wow. Head sets. Sau vào đây thì chúng ta sẽ rồi. Đây thì sẽ đẩy nó lên một chút này. Rồi ok. Rồi và ở cái phần này, ở cái phần dưới cái người tuyết này chúng ta có thể thêm một hay là cái chuông này đi nhé, chuông này. Rồi sẽ thêm một cái vào phần trước của ngực này nhé. Ở đây ngôi sao này ta có 1, 2, 3. À, 1 4 ngôi sao đúng không? Ok. Và ta sẽ thử xem là ta đang ở đây là mấy nhé. Là 2 à, thế là sai rồi nhé. Đây là 4. Rồi, ok. Rồi đây là 4 này, 1 2. Rồi tiếp theo ở cái phần này ở đây sẽ thêm có thể thêm một cái tôi tất đúng không, một tôi tất vào đây. Ok, một tôi tất vào còn là một cái đèn màu xanh đó. Ở đây thì sự tôi sẽ xem một tôi tất ở đây. Quy tắc nó một cái màu màu xanh một cái hoa màu đỏ. Phải thử bông hoa này xem. Đây sẽ đợi đây. Và ok, thấy bông hoa này ấy thì ta sẽ để chỗ này Ctrl C này. Và đây à, chỗ cái chuông này nhé, về đây. Ok, ta thu nhỏ lại cái bông hoa này. Rồi ok, rồi C này, bông hoa chỗ người cô gái này. Ok, rồi ai và một bông hoa ở cái chỗ này, chỗ này. Ok, rồi thành những cảnh này. Rồi ta sẽ xếp bông hoa vào đây nhé. Rồi ta đưa cái số 2 này lên trên. Ở đây ta sẽ có là 3 bông đúng không? Rồi ok, 3 bông. Rồi.
À, phần này ta sẽ đưa một cái hình, cái phần này đây này. Rồi đầu tiên sẽ Ctrl C nó đã, và ta sẽ đưa nó lên trên này. À, ta xóa cái này rồi. Ok, không hợp, ta sẽ không dùng nhé. Rồi. À, đây, cái hoa này nhé. Cái hoa này đưa nó vào. Rồi, và ta sẽ xô nhỏ lại một chút. Ok. Đó. Đây, ta sẽ đưa lên trên này. Là một cái, ở cái phần đầu này. Rồi. Ok, là một cái nhé. Ctrl C này. Rồi. Ở cái phần đây. Cái phần rồi, ví dụ đằng sau của cái người tuyết này. Một vòng. Sau cái áo này nhé. Rồi. Ok. Chắc này. Rồi, đây. Chỗ này. Ok, Ctrl S. Ở đây sẽ scan chuẩn về sang bên này. Xuống đây. À, số này là số 3. Sorry. Chúng ta sẽ chọn hai cái này và nhấn Alt T để di chuyển. Rồi, ok. Cái này nó xuống một chút. Ok. Rồi, như vậy là đã xong. Chúng ta sẽ dừng bài học ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo.